Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quân ta Tin tức ngày 21 tháng 10 năm 2022 có nội dung chính sau đây Tin tức về sao và đời sống Bà xã Phan Bình Quỳnh xã Ảnh Bầu vượt mặt những tháng cuối thai kỳ Nhân sắc khiến dân tình u mê Ở những tháng cuối thai kỳ Nhưng bà xã Phan Bình Quỳnh khiến dân tình mê mẩn bởi nhân sắc xinh đẹp Mới đây thì trên mạng trên trang cá nhân bà xã Phan Bình Quỳnh đã đăng tải bộ ảnh bầu đẹp hết nấc Khánh Vi và ông xã diện trang phục tông xê tông với màu đen huyền bí có thể thấy được sự hạnh phúc đang hiện rõ trên khuôn mặt cả hai cặp đôi thoải mái tạo dáng trước ống kính vi của bộ đôi trai xinh gái đẹp này khiến không ít người ghen tị trong cuộc sống. Có thể thấy thì dù ở những tháng cuối thế kỳ nhưng nhân sắc của bà xã Phan Bình Quỳnh khiến người đối diện phải u mê, Khánh Vi không có biểu hiện tăng cân nhiều, vấp dáng vẫn thon thả, gọn gàng. Ngoài ra thì nhiều người nhận xét rằng cô ngày càng nhân sắc vẹn toàn hơn nữa cũng như những ông bố ba mẹ lần đầu tiên lên chức vợ chồng nam ca sĩ bỡ ngỡ mong ngóng từng ngày để gặp nhóc tỳ dưới bài viết khán giả gửi lời chúc mừng tới gia đình phan minh quỳnh như sau bầu mà nhìn khánh Vy ngày càng đẹp gia đình hạnh phúc quá ngưỡng mộ quá chúc mừng vợ chồng idol nha hâm mộ cả âm nhạc lẫn cách yêu thương gia đình của idol ghê ca sĩ phan minh quỳnh gửi lời cảm ơn tới những người luôn yêu thương gia đình anh gia đình nhỏ của em xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã đồng tâm và quan tâm tới gia đình em không chỉ trong âm nhạc phan Bình quỳnh được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc sống hôn nhân yêu và công khai từ sớm phan minh quỳnh và huỳnh khánh vi luôn sắc cánh trong cuộc sống và hạnh khánh vi tiết lộ phan Bình quỳnh chính là người chủ động trong mối quan hệ của mình sau khi gặp trong một buổi chụp ảnh chân dung và nam ca sĩ được biết đến là ông chồng chiều vợ nhất nhì Soviet, được dân tình ưu ái gọi là ông chồng quốc dân, quả không sai chút nào. Và đó là cái thông tin ngày 21 tháng 10 về Phạm Đình Quỳnh qua bài báo South Star. Và nếu anh em thấy thông tin này bữa thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment và đừng quên ấn đăng ký và trung tạm biệt.